Chào các bạn. Gần đây tôi có xem một số clip của một số cao thủ Aikido Việt Nam, Hứa Kiếm Dịch. Và tôi phát hiện ra một điều, vài cái kỹ thuật cơ bản, tuy là cơ bản nhưng rất là quan trọng. Khi một số huấn luyện viên này trình bày cho các bạn, vô tình không chú ý kỹ có thể dẫn đến những sai lầm rất là nghiêm trọng trong cách tập luyện. Vì thế cho nên hôm nay tôi làm clip này để nhắc nhở các bạn cẩn thận trước khi trình bày một cái điều gì đó cho các thí sinh của mình, nhất là kiếm thuật. Mỗi một kỹ thuật sai sẽ dẫn đến một cái sai lầm rất lớn mà mình cứ không hề biết hay biết. Các bạn, điều thứ nhất, trong kiếm thuật rất có nhiều hệ phái khác nhau và cách tập luyện khác nhau. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên là khi chúng ta tập luyện, không phải nhất thiết là môn phái này đúng hay là môn phái khác sai, mà cái quan trọng là phương pháp tập luyện nó có hợp lý hay không. Bởi vì mỗi một cái thế kiếm hay là mỗi đường kiếm, khi các bạn tập luyện rồi thì khi cái đến cái đỉnh cao rồi thì nó lại chung về một mối. Tại sao tôi nói điều này? Bởi vì trước khi tôi trình bày một số khuyết điểm hay một số nhận xét ở một số clip của một số cao thủ Aikido hay là kiếm thuật của Aikido trình bày một số kỹ thuật mà tôi nhận ra nó có nhiều cái khuyết điểm, thì các bạn đừng lấy làm khó chịu hoặc là có những cái thành kiến. Tuy trong kiếm Nhật có rất nhiều hệ phái khác nhau và có những cái tùy theo cái nơi dạy có nhiều huấn luyện viên với trình độ hiểu biết kiến thức về kiếm trên là khá xa, nhưng làm gì làm, dạy như thế nào không cần biết, nhưng những kiến thức cơ bản về kiếm các bạn phải chuẩn. Không thể sơ suất hay không để ý những điều cần thiết về kiếm. Đơn thuần một động tác các bạn rút kiếm ra ở chiều này, bạn rút kiếm ra ở chiều này. Nhắc lại các bạn, tôi thấy có một số huấn luyện viên cao thủ Aikido Việt Nam khi trình diễn kiếm rút kiếm ra như vậy, đã đi ở chiều này thì nó chỉ có một cái hướng là đỡ và chém xuống, ra như vậy đỡ lên hoặc chém xuống, hoặc muốn đi về hướng này thì ta phải gạt kiếm, rút kiếm về hướng này để gạt và xoay về phía sau. Đây là cái phương thức cơ bản, đây là cái điểm cơ bản cần phải biết. Tức là rút kiếm ra, nếu bạn muốn quay về phía sau, một là đỡ lên về chém hay đâm ngược về phía sau để trở về phía sau,
chứ chúng ta không có thể nào ở trang này vừa rút kiếm ra như vậy mà lại bước lên như vậy để xây về phía sau. Cái này là một cái sai lầm rất lớn. Bởi vì kiếm vừa chém ra như vậy, địch thủ chỉ cần lùi một bước, họ sẽ chém lại thì mình sẽ đỡ lên, một là chém tới là đâm tới. Đó là kỹ thuật cơ bản mà mình phải nhớ. Rút kiếm ra, một là đỡ, hai là chém lại. Chứ không có rút kiếm ra như vậy rồi lại xoay lên vậy, chém ra phía sau, người ta sẽ chém mình chết, địch thủ sẽ chém mình chết. Cái này là cái sai lầm rất lớn về cơ bản. Muốn chém ra, muốn quay về phía sau, một là đi về hướng này, hoặc là gạt về hướng này để chém, và đi về hướng sau. Đó là những cái cơ bản mà tôi không hiểu một số huấn luyện viên Aikido dạy kiếm những cao thủ mà lại sơ xuất những điều đó. Và thứ hai, cái động tác như này, các bạn đỡ kiếm quen cái đà này, cái này là nâng kiếm lên, ta dùng cái má nâng đỡ kiếm lên, chứ không ai mà đưa dây, đưa cái bàn tay lên, ngón tay lên vậy mà đỡ. Nhất là các bạn, cái này là cái sức kiến thức cơ bản. Vậy là sai rồi, cái ngón này đã bị đứt rồi. Nhắc lại các bạn, đỡ cái này là mình dùng bằng sống, cái sống đỡ lên. Cái ngón tay mình nằm ở dưới đây, chứ không cái ngón tay mình nằm ló lên đây là sai. Điểm nhỏ như vậy thôi cũng đủ biết trình độ kiếm thuật của bạn, là bạn có học hay là bạn copy từ một cái gì đó và chỉ lại cho người ta, nên các bạn không có ý thức được. Các bạn phải chú ý, động tác đơn giản như vậy là đỡ bằng dùng cái này đỡ lên, ém xuống gạt lên, thì nó nằm ở dạng vị trí này thôi. Một số huấn luyện viên đưa tay lên, đưa cái ngón lên như vậy đỡ, đâu có được, đâu có đúng. Cái này là đỡ lên, chứ không phải là bạn cứ nghĩ đưa cái này lên để chọt cái này. Không phải, cái kiếm này nó hất lên là điểm nó sai lệch xuống thôi. Đây là kiến thức cơ bản mà tôi phát hiện các bạn sai. Và tôi nhắc lại các bạn, trong kiếm, từ cái đầu ngọn Kisaki này, cách đó ở 9 inch, cái điểm này rất là bén, cực kỳ bén. Nó dùng để chém những cái bamboo và chém địch thủ, rất là bén. Thành ra khi các bạn, tôi thấy có một số người khi bỏ kiếm vào bao, không dùng cái bao kiếm, không dùng cái bao kiếm làm cái điểm tựa để chu bỏ vào, mà lại dùng cái bàn tay. Lắc nó đi,
lắc cái kiếm này là một cái điều mà tôi không tin tưởng được, không tin không ngờ được. Cái kỹ thuật cơ bản, cái kiến thức cơ bản các bạn đã sai, làm sao các bạn có thể chỉ được? Và chấm thi cho người ta lên đại cao được. Đó là cái mà tôi hơi thắc mắc. Cho dù các bạn có bực bội hay các bạn có ý kiến gì thì tôi cũng phải nói, vì đây là những kiến thức cơ bản. Các bạn học không biết từ môn phái nào, từ thầy nào, trình độ các bạn có thể cao hơn, nhưng những kiến thức cơ bản các bạn không thể nào sai được. Cái này là những basic, tôi nói đây là những đoạn basic, chứ không có gì gọi là tuyệt đỉnh giang hồ cả. Do đó các bạn phải chú ý khi dạy cho người ta chém xuống ở chiều này, rút kiếm ra ở dạng này, trở lại thì ở dạng này nó có dạng chém ra là người ta lùi lại, người ta sẽ bổ lại mình, thành ra mình đỡ ở dạng này mình chém xuống, là động tác thứ nhất. Động tác thứ hai là đâm ngược về đây, không đâm lên đâm xuống. Một số người đâm lên đâm xuống không biết nó xài đèn là làm gì, cái này nó rất là quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Khi bạn đâm ngang như vậy thì cái lực để mình ra để mà chém ngang thì nó rất là quan trọng. Bạn chỉ cần đi xuống vậy là cái lực nó ra khác liền. Do đó khi cái đường mà bạn chém ngang như vậy, nó phải song song như vậy, thì khi bạn chém ra như vậy thì cái lướt của bạn nó trở thành lại là một cái lực rất là mạnh để công phá. Cái này là cái điểm basic mà tại sao các bạn không nhờ để ý, mà lại chỉ lại một số người đưa cái tay lên đỡ như vậy, đưa cái ngón lên như vậy là sai. Mình phải đưa ở dạng này, nó song song vậy, cái ngón nằm dưới đây. Kỹ thuật của các bạn như vậy là sai rồi. Đầu mũi kiếm Kisaki nó rất là bén, từ khoảng đây rất là bén. Tại sao lại bỏ kiếm vô bao, lại không dùng cái bao kiếm làm cái định tựa, mà là dùng cái tay để lắc cái đầu mũi kiếm? Cái này là cái sai lầm rất cực kỳ rất lớn. Rút kiếm ra ở đường này, đỡ lên, chém xuống. Bạn thấy như vậy đưa lên, mỗi một cái chém ra như vậy, đưa lên như vậy, chém xuống là nó có ý nghĩa của nó. Nó không phải đi một vòng tròn qua đầu, mà nó vừa tới đây nó ở một góc độ nhỏ thôi là nó chém xuống liền. Đây là những kỹ thuật cơ bản ngay từ đầu khi tập kiếm bạn đã học rồi. Mà tại sao bạn có một cái sai lầm vừa chém kiếm ở đây, mà tại sao bước lên sai vòng tròn, chém ở đây không có thể nào bước lên được, và muốn trở về đánh về phía sau là phải ngã kiếm về phía sau mới sai được? Bởi vì trong khi bạn ngã kiếm về là bạn đã gạt được thủ, tạo một cái độ vòng tròn loan kiếm rồi, rồi bạn mới đi về được. Chứ không có ở đây mà chạy lên đây lên vậy, giống như múa gậy. Cái này là tôi xin nhắc nhở các bạn, kỹ thuật cơ bản mà các bạn không nắm vững thì đừng nên dạy ai cả, nhất là kiếm.
học kỹ cái phần cơ bản của mình để mà dạy cho các võ sinh của mình mới thành mới chính xác được. Tại sao có nhiều cái hệ phái Aikido, Tenkai và Aikikai, Tenkai Aikai tôi không biết, nhưng tôi nói tôi có một câu hỏi là những người, những cái hệ phái này khi các bạn học ở tại Việt Nam thì khi bạn học ở đơn vị nào thì bạn phải theo ở đơn vị đó, không nên suy nghĩ nhiều vì mỗi một đơn vị nó đại diện cho những gì bạn đã theo. Bạn đã theo đủ nó thì bạn phải chấp nhận nó. Còn bạn hỏi tôi Aikikai và Tenkai cái đơn vị nào hay nhất, tôi không thể nào trả lời. Nếu họ là bộ môn thuộc về bộ môn Aikido thì tôi xin nói cho các bạn, không có một cái phái nào có thể chia cái đòn khóa của Aikido ra làm hay là chế biến ra những cái thứ kê thế cái chiêu thức khác được. Bởi vì thế khóa của Aikido nó là gọi là độc tôn chi bảo rồi, không bao giờ bạn chế ra được cái gì hơn được nữa. Thành ra khi bạn đã thuộc về Aikido, dù cho bạn là Tenkai hay Aikikai hay gì, bạn cũng không có ai có tài năng để chế ra đòn, ngoại trừ là bạn phân những đòn khác từ môn phái khác thôi, hoặc là những cái kết thúc, hay là những cái đòn Koshi hay đòn đỡ đá thì Aikido nó chưa có nhiều thì bạn chế vô thì được. Chứ còn thật sự mấy bộ khóa của Aikido hay Kokyu đều nó các môn phái đều đứng nhau, chỉ có cái khác là cái người đánh của các môn phái đó như Tenkai có những người nào giỏi hay không thì thôi họ sẽ đánh khác hơn, bạn sẽ thấy nó khác hơn. Chứ thật sự ra nhẹ nhàng hơn hay là mạnh bạo hơn hay nhanh hơn là tùy thuộc vào cái huấn luyện viên đó trình độ họ như thế nào thôi. Đó là cái câu trả lời tôi có chính xác nhất để cho các bạn hiểu. Đã ở một cái hệ phái của một cái đơn vị chứ không phải hệ phái, đơn vị nào thì phải tập theo đơn vị đó, không nên có ý kiến nhiều sẽ bị gặp nhiều trở ngại. Thứ hai là gần đây có một số người hỏi tôi rằng tại sao trong Aikido nó thường hay đưa bàn tay lên như vậy khi đánh, giống như là xòe tay xin tiền. Câu này rất là lý thú. Bởi vì sao? Tôi không hiểu ông tổ sư là ông có một cái thần bí như thế nào, nhưng có thể là ông là một người đã nghiên cứu về kỹ thuật của Thái Cực Quyền rất là nhiều. Do đó mỗi một cái động tác đánh của ông nó có trừu tượng ở bảo vào cái sự quan điểm của Thái Cực Quyền. Do đó những cái động tác tay đưa lên như dây hay là để tay về cứng cho người ta đè, hay là những cái đánh đòn UC phá đòn UC, cái tay thẳng cong như cùi chỏ như thế nào, đẩy như thế nào, nó nằm trong cái dạng của Thái Cực Quyền. Cho nên có người hỏi tôi tại sao đưa bàn tay này, tôi chỉ nói nghĩ là đây, bạn cứ nghĩ đi, nếu mà bạn đưa tay thấp ngược như vậy, một vật gì bạn muốn nhấc lên còn khó khăn, giống như bạn rinh tạ, bạn nhấc cái đầu gì lên bằng hai tay ngửa như vậy thì nó dễ dàng hơn là bạn nhấc từ đây lên, bạn phải dùng một sức rất là mạnh. Đó là chỉ là một cái phương pháp về lý thuyết về vật lý thôi, tôi nghĩ như vậy. Nó làm cho mình có một cái độ, có một cái đòn bẩy, từ đây nó có cái đòn bẩy ở cùi chỏ để mà nhấc lên hay là để di chuyển, nó dễ hơn là bạn dùng
người Kiều như vậy phải dùng cái cầu dài nhiều hơn. Và thường thường bạn đi ở dạng này á, bạn đưa dạng này á, thì bạn dùng cái luôn cái hip của bạn, tức là cái ba sườn bạn để bạn dẫn thì nó dễ dàng hơn là nếu bạn đi dạng này bạn không thể nào dùng được ba sườn một chính xác được, bạn phải rung người xuống giống như ghim tạ thôi. Đó là cái lý thuyết. Và có một câu hỏi rất là funny mà tôi nghĩ các bạn cũng cần nên biết. Có một cô bé ở trên YouTube hỏi tôi rằng có những ông thầy Aikido nói rằng môn Aikido là một môn để mượn sức người hóa giải tấn công. Nhưng em đã cố gắng rất nhiều mà em mượn hoài người ta không cho. Thì làm sao mượn thầy? À chà, cái này mới là cái quan trọng. Bởi vì một số thầy Aikido quá thiên về lý thuyết chứ không thực hành. Họ nói nhưng mà họ chưa hiểu rõ. Aikido là một môn võ né tránh cái lực tấn công của đối phương để gài cái thế khóa của mình mà hóa giải, chứ không phải mượn, không phải mượn sức của người ta mà né cái lực đối kháng của người ta, né tránh đối kháng để đưa người ta vào cái thế khóa của mình mà hóa giải, chứ không phải là mượn. Không bao giờ ở trên đời này ai cho bạn mượn cách dễ dàng. Mượn là phải có dai có trả. Thành ra những cái mà lý thuyết của những ông thầy dạy, tôi nói là các bạn học Aikido không nên học lý thuyết đầu tiên mà phải học thực hành. Vì lý thuyết đa số là bị tẩu hỏa nhập ma, nói chuyện trên trời không thực tế và ảo nhiều hơn. Phải thực tập nhiều. Khác với kiếm thuật là các bạn phải học lý thuyết trước, học những cái cơ bản trước, học cái tên cái gì đủ thứ hết của về kiếm là các bạn phải học. Nhưng trong Aikido bạn phải thực tập nhiều hơn là lý thuyết. Xin nhắc là các bạn như vậy. Đó là những gì tôi muốn nhắc nhở các bạn. Tóm lại các bạn là khi tập kiếm, bạn hãy chú ý từ cái điểm Kisaki, cách đó 9 inch, là cái điểm cực kỳ bén và rất là nhạy cảm. Bạn không thể nào dùng tay kiếm xoay kiếm nó được. Bạn muốn bỏ vô bao thì bạn cũng phải mượn cái bao kiếm để làm cái điểm tựa cho nó vô, chứ không có thể nào mà xoay kiếm được. Và động tác thứ hai, các bạn trong kiếm lúc nào cũng sử dụng nó, bắt chước sử dụng nó nhưng mà không để ý. Tức là bạn phải dùng cái má này đưa lên, chứ không có đưa mấy ngón tay lên vậy nó cắt đứt mấy ngón tay bạn hết. Cái này không ai chỉ cho các bạn, mà ngay cả các người cầm đầu về kiếm thuật dạy cho các bạn cũng mắc phải sai lầm. Thì phải nói là cái điều đáng tiếc vô cùng. Và cái luật tôi đã nói với các bạn rằng trong kiếm Nhật là nhất chiêu tam biến, thì một thế kiếm của bạn vừa rút ra là phải có ba thế đối tăng kháng liền ngay tức khắc, chứ không phải bạn rút ra chém người ta đứng yên sao? Chém người ta lùi lại, người ta chém lên mình thì phải đỡ, rồi chém ngược lại. Đó là những cái cơ bản. Chứ còn không phải là chém ra rồi bạn bước tới và xoay mình còn và chém lại. Là cái này là sai nguyên tắc. Sai cái nguyên tắc cơ bản. Không thể nào mà bước lên vòng tròn được cái lưng ra cho mà chém được. Dù cho bạn lấy đó làm cái biểu diễn để một cái clip quảng cáo hay gì nữa, nhưng cái đó không để ý, tức là kỹ thuật của bạn không có chính xác.
chúc các bạn để ý và quan sát thật kỹ trước khi học một cái gì. Phải tìm ra được cái nguyên lý căn bản trước, đừng có tham lam nhiều. Hy vọng các bạn thành công. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ.